Chào anh chị cô chú nha. Hôm nay em lại tiếp tục đến bãi đồ cũ để kiếm vài xe đạp cho anh em. Em cái đi cùng để mua xe đạp. Đạp trợ lực, lực thì bạn cũng còn đẹp thì cũng khá rẻ. Bên này định ra 3 triệu cái. Xe còn đẹp. Ngon hết, cho đầy đủ giấy tờ và đầy đủ pin nước sạc đó. Đủ con này cũng khá ok này. Pin còn không? Xe thì đẹp mà pin hơi thấp, pin 4-5 ampere thì không ăn thua. Đây có con ở đỉnh. Mấy con à? Xe chất đầy bạt ngàn luôn quý vị. Xe đóng công mà đi xử lý rác ở đâu, ở Trung Quốc sao? Xe đẹp còn nhiều lắm, Dunlop, xe Dunlop và xe Yamaha. Dunlop thì đẹp lắm, nhiều lắm. Xe máy này 250 phân khối Việt Nam. Bây giờ anh em cũng ngoảnh chở container về á. Đồ thì bạt ngàn luôn, nhưng mỗi cái là rác nhiều. Đa số là rác. Chú nữa vào đây bóc con xem có ok không, được nhất về. Sửa vào đồ đi Scott. Sửa đồ. Dạ, 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 cái đây, cái đây ạ. Cái đây? Ừ. Đi vô. Ikra desu ka? Jimi itte. Chimang 3000. Chimang 3000. Okay. Okay. Mata wa? Ha? Mata wa? Mata aru? Muko wa battery nai no? Battery? Sore wa battery nai. Hondo? Battery aru ya. Battery azuko tanaste. Aru go? Muko desu ka? Okay, okay. Man ba mut ni. Ha? Man ba. Do. Thêm một ngày. Ok, ra đi để ra đoạn tìm pin. Yeah, cái này đây này. Cô đưa mà dông ngâm bẹ. Hả? Dông ngâm bẹ. Dư liều hí quệ. Cái này cái nào? Cái này đam mê. これ。あなた車詰められる？いや、一個詰められる。これはいる？いらない？これはまだ、いや、考えてる。これどう？これいくら？五千。五千。五千？いや、まあ全部ダメ。買わないと。六千しますか。六千の？六千ね。あ、詰まれれば乗れる。二台。あ、二台。あと向こう、ちょっと。やばい。それも出して。は？あ、これいらない。これいらない。どれいらない？これ。これあげないよ。私自分使うよ。いらないよ。おお、いいじゃん。好調だよ。いいだよ。みんな加工とか取るとき。ああ、わかった、わかった。OK。それも出して。うん。僕このゲラあるんや。これ一台と、こっち。OK、OK。僕のこのゲラ、いらいろんこ。Lấy con thứ hai á. Ừ. Đó. Bóc luôn, mở ứng lên đấy. À, vào coi coi. À, có đâu hả? Con có ghế hả? Được có thể. Lốp nó hỏng thôi mà. Lốp thì thấy nhưng vấn đề gì? Ừ. Để anh quay tí rồi anh em ta bóc ra. Mình ba con xe đấy, trời ơi. Em như kiểu đềm kim đan luôn đấy. Đây, cái này em nhìn được không? Ừ. Đồ đàng lắm. Đấy, ừ. Cái bơm hơi. Ok hả? Lốp hư hết rồi. À, được tí nữa ra lắp pin thử xem là nó có hoạt động được là vào việc. Rồi, ok quý vị, em tắt vì em đi nhấc xe ra lại cho quý vị nhé. Chào anh em nha, hôm nay em mà đi bươi rác tiếp nha. Quạt tiếp thì đây nay người ta xuất hàng hết rồi, lên đúng hôm mới xuất hàng nên là không có gì cả. Đây quạt sửa sao này,
Sửa này thôi nghĩ phải. Rồi, thôi các anh em. Loa đài này. Ơi. Loa đài Yamaha CS-A7 này, một đôi này. Đấy, là Pioneer CS-A7 này. Bên kia là CX-5 kìa. À. Đây có đồng hồ tivi rồi cái thứ gì có hết, máy lọc nước này. Hôm nay em có nhặt được mấy con máy lọc nước, về anh em có nhu cầu máy lọc nước thì kêu em nha. Đây con cái mới này, cái này nam mình phải dùng mấy. Water nhân nhân thô. Cái này là lắm có mò trực tiếp luôn, không phải cái điện đóm gì nữa. Nước vào qua đây là lọc nó đi luôn. Ra luôn. Việt Nam mình phải anh em không ưng mấy. Còn ba đồ này anh em có nhu cầu thì nhắn luôn nha, em bách về cho này. Giá rẻ mà nặng. Bên này có gì đây? Quay hàn. Bộ cứng này. Cái này sôi. Trời, giờ mà còn có bộ cứng dày này mà xuất hiện. Đây có máy cầm tay này. Cầm tay máy cắt máy khoan hay gì đây? Pin. Con pin 12V cắt vít Panasonic nhưng mà bị han quá rồi. Đã khoan rồi. Máy nén khí rồi cần câu, trời ơi, cần câu bạt ngàn luôn. Cần câu lua, câu ngâm, câu các loại câu có hết, nguyên hộp cũng còn luôn. Mà mất hộp cũng còn, cần tre, cần trúc, cần sắt, cần nhôm thì có hết. Nói chung cái đồ máy công cụ này khá là ra mắt chút. Lò đài, rồi nồi cơm, bật điện, cái gì cũng có. Màn hình nét. Hôm nay màn hình không phải liên kênh. Người công rồi gì đấy, bình nước rồi mở áp suất lại luôn. Người công còn đẹp hết đây đi nhá, cái này còn đẹp hết. Ngoài nước này. Giao mát tuyệt vời, bật ngàn luôn. Nguyễn Hồng con cần máy đẹp lắm, đầy bạn ơi. Dao còn nguyên nguyên. Wow. Dao trực tiếp à. Ghê. À đẹp. Cắt. Đủ lại dao luôn. Dao đủ lại dao luôn. Còn lấy một lít. Cối này của anh em Việt Nam làm việc ở đây. Ngoài nước van nước này của Toto lau đi là đẹp, bám kia keo giãn ốc trong vẫn còn đẹp. Vòi qua đồ vòi này nhiều quá, chỗ này bốc được hai con lọc nước. Không có mấy, đi mấy chục cái số tiếng mấy đồng hồ mà không ăn thua mấy. Đây, quay xe đạp cho quý vị coi nha. Nồi cơm máy ảnh này. Coi có gì hay quay quý vị nha. Không có quạt à. Hay phết nhỉ. Đây, copy máy in các thứ. Có máy phát điện này. Có máy phát điện Honda 100V 15A. Cái này ngon này rồi, đẹp cơ. Mã của nó là Honda gì đấy không biết đâu. EBR 23000 CX nha quý vị nhé.
Vì nào có nhu cầu mua máy phát điện không? Dạ. Xin chào. Cái này sao nó? Nó là cái Xe điện. Nó là gì đấy? Cái chỗ mà góc đang sạc điện thoại á, là hai anh em mỗi người góc đấy hả? À, sạc điện thoại là của bên ở đấy. À, ở đó luôn hả? Hai bên hai cái mà. Có cái ba lô á. Em ở ngay đây. Em có ba lô không? Bỏ đây phải không? Của em. Ờ. Hai con này nó ấy rồi. Hai con này. Việt Nam đấy. Ờ ha. Đẹp không? Một xe này bạn bao tiền thôi? Con này chắc là 1,5 triệu hả? Không có pin mà 1,5 triệu hả? Có, đầy đủ chưa? À, đầy đủ. Em tốt, em lấy cái nhưng mà hôm bánh trước nó thủng hôm vừa rồi, hôm qua mới cho thằng Trung Quốc lấy. Bánh thủng thì nhất một chứ cái gì đâu, xin. Em định lấy đem thay và không thời gian. Thế. Bận quá không có thời gian làm xe đạp. Bận quá hả? Xe đạp mà nó trong người được không có tên nhé. Mà lại đi à? Lại có gạo rồi. Đi xa vậy? Đi xa vậy à? Nay không gọi thằng đen đen hay đến mua đồ hả? Cái này nó bán rồi à Tuấn? Tuấn ơi, cái này bán rồi à? Bán rồi à? Cái này nó bán rồi à? Ừ, con này của cái anh người Việt Nam lấy rồi. Anh kiểu của công ty xe đạp ấy. Cái này các bạn không như gửi chủ nhiệm cái Baraki lên cho anh. Thế hôm em hỏi thì em lấy con này không đủ. Nó lấy rồi. Thế để tí vào hỏi lại ra. Nó còn đẹp mà. Đẹp con này thì không vấn đề gì. Ừ, ngon mà. Đầy đủ hết là được rồi. Đây là đình này. Đây ơi, điện lực đây đây ơi. Trong cái giờ. Đây giờ.